Roma trong Sài Gòn đó, một thời gian này thì do là lục đục công việc mà tiền quỹ rất thiếu, năm ngoái thì nó tiền quỹ góp lại nó vừa đủ tiền thuốc, năm nay thì nó hộp cái hộp hoàn toàn hai ba lần á, nó quỹ đủ tiền thuốc. Đây là một trong mấy anh chị ở trong đó thì cũng thống nhất là phải ra một cái quy định thế này để tạo ra sự lâu dài cho tổ chức của mình á. Thì bác sĩ mà mới ra ra trường rồi đi làm rồi thì mỗi tháng mình sẽ thu tiền quỹ của bác sĩ 50, thành ra là một năm là 600 ngàn. Bình thường là trên cái Facebook là gửi trực tiếp vô tài khoản của chị Thảo, nhưng mà do là vì 600 ngàn mà công việc của mọi người nó nhiều thì để mà đem 600 ngàn tới ngân hàng mà bị chuyển tiền thì nhiều lúc thật sự nó hơi bắt qua bên ấy còn không có thời gian mà chuyển rồi. Nên, bây giờ mình thống nhất đi thì ở Đà Nẵng sẽ có ba những điểm sau này, ở Đà Nẵng này, ở Quảng Nam, ở Nam là Điện Bàn và Quảng Nam Tam Kỳ, thì sẽ thành lập ra sẽ có ba người là gọi là đứng chuyên về thu cái việc đó luôn. Để về sang năm là 2015 là mình sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm. 5 năm là kỷ niệm 5 năm thì là chuyến đi từ Nam Sơn á. Đa chất là lớn là quy tập toàn bộ những thành viên từ xưa giờ của tổ chức hội Việt Nam, và địa điểm là chắc là dự tính là bên Nam Giang, Nam Giang tỉnh mình đây cần rất kinh phí lớn nên bắt đầu từ năm nào mình đóng góp đi mỗi địa điểm sẽ có một người thôi. Thì Văn sẽ người là người nấu trong Tam Kỳ là Cúc Cẩm Hồng nha. Còn ở Đà Nẵng là ai ta? Đà Nẵng là bác sĩ Khánh là sẽ là người gọi như là quy tập toàn bộ những thành viên của tẩy trại Quảng Nam tại cái địa điểm đó. Là chúng ta là lâu lâu là đi uống cà phê rồi ngồi nói chuyện nữa, đến khi nào mà chuẩn bị phát động tới giai đoạn đó là tổ chức sẽ tuổi trẻ Quảng Nam sẽ thu tiền quỹ là sẽ báo trước cho mọi người để tới có một cuộc họp rồi gặp gỡ nói chuyện rồi thu luôn một lần. Số tiền là sẽ được công khai trực tiếp trên cái trang Facebook của tổ chức tuổi trẻ Quảng Nam hết á. Mọi người có thống nhất cái việc đó không? Ai có ý kiến thì xin nói để mình bàn bạc tiếp đi. Mình cũng xin nói thêm là cái số tiền này thực chất là đều dựa lên cái tinh thần tự nguyện của tất cả các bạn. Nếu áp đặt hết tất cả các bạn thì mình nghĩ điều đó cũng không nên. Nếu tất cả các bạn trong đang ngồi ở đây đều có tâm huyết với tuổi trẻ Quảng Nam, hồi tối hôm qua đều được chứng kiến được những cái tâm tư tình cảm của anh mày cũng như những thành viên chủ chốt tuổi trẻ Quảng Nam, thì các bạn cũng mong các bạn hôm nay tự nguyện mình đóng góp thêm một chút. Tất cả thì cũng chỉ để mong muốn phục vụ cho bà con Việt Nam mình thôi, cũng không có nhằm mục đích nào hết. Còn nếu như mấy bạn nào ví dụ chỉ dẫn đi một hai lần cho vui vậy thôi thì cái nó tụi mình cũng không bắt buộc. Tất cả đều đang tinh thần tự nguyện của các bạn. Ở đây chỉ tụi mình chỉ nhắc một lần vậy thôi. Còn sau này thì việc đóng góp tiền bạc thì cũng mong có sự tự nguyện của mấy bạn. Chứ để thỉnh thoảng mấy bạn cũng nhắc ngoài thì cũng rất là ngại. Bây giờ mấy anh chị bạn tiếp tục như vậy và cộng thêm cái sự hỗ trợ của mình nữa. Vậy thì anh Nghĩa mới thống nhất lên mồi nhọn trà cho danh sách cụ thể để thu được. Nói mồi trăng giống như tấm kia cho một danh sách cụ thể ai nhỉ? Nói chung á, là tụi em á, là đa số ở đây là trong ngành y mới được. Thấy chưa? Thì cũng có những người á, như anh ở ngoài ngành hay là những nhân viên ngành. Ví dụ như vậy thì bây giờ ở đây là ví dụ mình đã tham gia vào câu chuyện này với ý nghĩa gì, mình tham gia vào đây để làm cái gì,
ví dụ đâu có riêng mình y sĩ, bác sĩ hay dược sĩ, nhưng cũng cần phải có những cái người ở ngồi để cho người ta lo tất cả những công việc đó cho những người bác sĩ đó, là những việc cho thằng nhân ra nha. Bây giờ là anh em ở trong này là trong bộ rồi, bên ngành mình là đúng ngành rồi đúng không, cũng những người ngồi ngành đó là riêng. Ý anh muốn nói ở đây là ở mình á là tự nguyện, ở đây không bắt buộc, cũng không chia nhốt. Tháng á tụi em chỉ cần móc ra 200.000 tụi em đóng được 4 tháng rồi. Bây giờ chứ tụi em không nên dùng một lần như anh á, như cái lúc đầu tiên, năm đầu tiên á dùng một lần như anh á, tiền anh luôn có, nhưng mỗi lần anh đưa ra 1.000.000 á, mình phải suy nghĩ lại. Em hiểu không? Đó là chưa nghĩ là những người sau này có gia đình. Bởi vậy cái quỹ mình á, vì sao từ lúc xưa là 100.000 rồi sau này 50.000 là vì sao biết không? Cho bộ mình càng ngày á, đội ngũ bác sĩ càng đông lên, ra trường càng nhiều lên thì mình sẽ giảm lại đó để cho người ta đóng cái quỹ mình á cho nó đầy đủ và đều đặn hơn một tí nữa. Đó, chứ không phải là để mà càng đông thì mình càng hợp tác lại càng có sức mạnh, em hiểu không? Chứ để hồi xưa có 10 người mà mỗi người 1 tháng 1.000.000 á, 1 năm 1.000.000 mấy, có 10 người vẫn đủ tiền quỹ đó. Đi quá. Em thực sự là rất là vui, rất là có ý nghĩa. Nhưng mà em nghĩ là chỉ cần phải cho mọi người em cũng nghĩ là những lòng tâm của mọi người sẽ một quý, một năm, một đủ, một chút, một quý.